Xin kính chào quý vị đồng hương. Hôm nay Ngọc Mưa đưa các con đi chùa Điều Ngự. Nhân tiện cũng muốn quay video này gửi đến các quý vị đồng hương xa gần. Xin giới thiệu về một ngôi chùa lớn khá là nổi tiếng tại miền Nam California. Và đây chính là quang cảnh của chùa Điều Ngự. Chùa Điều Ngự được xây dựng vào năm 2008 trên một diện tích rộng lớn 6.000 m² và ở vào ngay vị trí trung tâm của quận hạt Orange, nơi tập trung rất nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống. Chùa có tạp chí Điều Ngự xuất bản 4 số hàng năm. Chùa có đài truyền hình IBC phát hình 24/24 tại miền Nam California trên băng tần 57.8 và phát hình trên toàn thế giới qua hệ thống Galaxy 19 và iPhone. Đài do Hòa thượng Viện chủ Thích Viên Lý là thầy trụ trì đã sáng lập và làm tổng giám đốc. Chùa có gia đình Phật tử rất là đông đảo. Vào những ngày cuối tuần có rất là nhiều sinh hoạt bổ ích, có lớp dạy tiếng Việt, dạy thanh nhạc, dạy nấu ăn, có những cái sinh hoạt dành cho các mẹ, các chị và các cụ bô lão. Tuy nhiên đang trong thời điểm dịch cho nên là mọi hoạt động tạm ngưng. Năm ngoái đó gia đình mình đi lễ đón giao thừa tại chùa này nhộn nhịp lắm luôn á, vui lắm luôn, tưng bừng nhất của cái khu mình đang ở đây. Bên cạnh một ngôi chùa kiến trúc đẹp hiện đại, mỹ thuật, thì những cái cây kiển của chùa cũng là những cái tác phẩm nghệ thuật mà mình rất là thích đến đây để ngắm. Nhiều khi trong lòng mình có cái nỗi ưu tư nào đó, đến đây thăm chùa, vãng cảnh chùa để cho tâm tư được lắng động. Đó cũng là một cái niềm vui mà những cái người Việt đồng hương ở đây rất là thích. Từ nhà mình đến chùa này gần lắm, chưa tới 10 phút nữa. Trong khuôn viên của chùa có một cái phòng rất là lớn, một giống như một cái hội trường vậy đó, và có hẳn một cái sân khấu lớn. Vào những dịp lễ Tết thì có rất là đông đảo các anh chị nghệ sĩ nổi tiếng đến ủng hộ chùa, hát để phục vụ cho quý đồng hương Phật tử nghe. Có rất nhiều sinh hoạt vui nhộn tại chùa này mà mình không thể nào kể hết. Đây chính là chánh điện của chùa Điều Ngự nha. Bàn thờ trang nghiêm đẹp quá. Chỉ còn có vài hôm nữa Tết thôi. Không khí xuân Tết đã ngập tràn ở nơi đây rồi. Thank you.
ta thấy cái chậu bonsai này nó rất là độc đáo không? Cái lá của nó đổi hai màu đó. Trời ơi đẹp quá các bạn ơi. Trời ơi, chùa này có nhiều cái kiểu đẹp lắm. Hôm nay thăm chùa, vãng cảnh chùa và tâm tư dường như được lắng đọng. Cho nên mình mới ngẫu hứng muốn đọc cho các bạn nghe một bài thơ mình đã làm vào năm 2013. Đó là bài thơ Hóa Thân. Hóa thân vào tượng đá, không rơi lệ tuổi hờn, tình buồn như lá cỏ cúi rạp mình cô đơn. Hóa thân vào cơn gió, ban phát nỗi ưu phiền, vô vàng không đếm xiết, cho đi vẫn còn nguyên. Hóa thân vào tia nắng, long lanh mắt ai cười, màn đêm chậm chậm tới, tiếng thở dài lẻ loi. Hóa thân làm mây trắng, an nhiên bay giữa trời, tự do chồng chành nặng, mưa ướt bờ vai côi. Hóa thân cùng năm tháng, trôi nổi theo phận người, buồn vui, đi lại đến, muôn kiếp khổ đau thôi. Giam hồn vào tượng đá, chưa trói được nhọc nhằn, đã ngàn năm câm nín, thơ vay lời thở than. Đó là bài thơ Hóa Thân gửi đến các bạn. Hóa thân vào tượng đá, không rơi lệ tuổi hờn, tình buồn như lá cỏ cúi rạp mình cô đơn. Hóa thân vào cơn gió, ban phát nỗi ưu phiền, vô vàn không đếm xiết, cho đi vẫn còn nguyên. Hóa thân vào tia nắng, long lanh mắt ai cười, màn đêm chậm chậm tới, tiếng thở dài lẻ loi. Hóa thân làm mây trắng,
trời, tự do trong tranh nặng, mưa ướt bờ vai côi, hóa thân cũng năm tháng trôi nổi theo phận người, buồn vui đi lại đến muôn kiếp khổ đau thôi. Giam hồn vào tường đá chưa trói được nhọc nhằn, đã ngàn năm câm nín thơ vay lời thơ than. Giam hồn vào tường đá chưa trói được nhọc nhằn, đã ngàn năm câm nín thơ vay lời thơ than. Bạn ngắm mấy chậu đào Nhật nha. Đó, đào Nhật màu đỏ đẹp lắm, rực rỡ lắm luôn. Nụ nhiều quá nè. Cái hoa này người ta ngắm cả cái nụ nữa đó, quá là tuyệt vời luôn, đỏ rực luôn. Đây là cái lựu kiển ha, nãy giờ mình bắt gặp mấy chậu mai, chậu nào chậu nấy khoe sắc vàng rực. Tiệp màu hoa giấy nha. Mình hy vọng đã gửi đến cho các bạn một video khá là đầy đủ về chùa Điều Ngự, ngôi chùa lớn nhất vùng Lido Sài Gòn. Và bây giờ thì xin tạm biệt. Chúc mọi người ăn Tết thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ ủng hộ video của mình nha. Like, sub và share. Thank you so much.